Mày khôn hồn thì hợp tác với tụi tao, rồi mọi chuyện sẽ qua. Thả tôi ra! Dừng lại! Tụi bay làm cái gì vậy? Tao trả tiền cho tụi bay để bắt người, chứ không phải để đánh người. Bịt cái miệng lại kìa. Đi đi. Đúng là cái tụi này không biết thương qua Tiết Ngọc gì hết. Sao lại biết căn nhà hoang này? Lúc em bị tù sao ở Đen Bắc, em nghĩ có ma. Ma mở còi hụ à, hú còi lên để giải cứu tụi em sao? Vì giải cứu em và hai thằng khốn nạn đó nên anh bị mất dự án ở Đà Nẵng, dẫn tới hệ lụy bao nhiêu chuyện khác nữa. Dù sao tôi cũng cảm ơn anh. Ăn một chút gì đi. Em có thai rồi sao? Giữ thân ngọc ngà bên tôi bao nhiêu năm, vừa mới gặp thằng khốn kia thì đã có thai. Mà nghĩ cũng thấy tội anh quá à. Bắt cóc ngay phải bà đang ngấm nghiến. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, anh muốn giành lại Hà Giang như thế nào đó là chuyện của anh, nhưng mà đừng đụng tới ba của tôi. Thanh xuân ơi, anh nguyện giữ lấy yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyên, phong ba như gió sương. Còn những ký ức chỉ là một cơn ngất mơ, vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại.